Thưa quý vị, 3 tuần sau khi tòa bác đơn xin trác bắt giữ phó chủ tịch Samsung ông Lee Jang-yong, cơ quan công tố Hàn Quốc ngày hôm nay đã tuyên bố sẽ tiếp tục đưa đơn lần thứ hai. Sau khi triệu tập phó chủ tịch Samsung ông Lee Jae-yong để thẩm vấn suốt 15 tiếng đồng hồ hôm 14 tháng 2, cơ quan công tố Hàn Quốc đưa đơn xin trác bắt giữ ông Lee lần thứ hai, bổ sung cáo buộc che giấu hành vi tội phạm. 3 tuần sau khi đơn trác xin bắt giữ lần thứ nhất bị từ chối, chúng tôi đã thu nhập thêm bằng chứng đủ mạnh và sau khi cân nhắc cẩn thận, chúng tôi quyết định đệ đơn lên tòa lần thứ hai. Trong buổi họp báo hôm 15 tháng 2, cơ quan công tố Hàn Quốc không nhận trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Tòa án Seoul cho biết sẽ tổ chức phiên điều trần vào ngày 16 tháng 2 để quyết định có chấp nhận đơn xin trác bắt giữ từ phía cơ quan công tố hay không.